Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của giải bóng đá vô địch 7 người toàn quốc Cúp Bia Sài Gòn năm 2022 khu vực phía Nam. Ngày hôm nay trên sân vận động Gia Định thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những trận đấu hết sức thú vị ở vòng thi đấu đầu tiên của khu vực phía Nam. Rất có bản sắc tại giải bóng đá phong trào của Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó thì Quốc An, Quốc Mi Chen là một cái tên có lẽ không phải nói tới quá nhiều, vì đây là một những cái tên thực sự rất nổi tiếng trong hệ thống bóng đá phong trào của khu vực phía Nam. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Quốc An, Quốc Mi Chen là đội ra bóng trước trong trang phục màu đỏ, bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Vẫn rất nhiều những cái tên khá quen thuộc trong màu áo của Quốc An, Quốc Mi Chen ở những mùa giải gần đây. Đây là đội trưởng Quang Hùng. Hoàn đánh đầu khá nguy hiểm. Vừa rồi có thể coi là cơ hội đầu tiên của trận đấu này thuộc về các cầu thủ Lam Hồng. Đánh đầu, tiếp tục là một tình huống không chiến nguy hiểm. Người vừa có tình huống đánh đầu đó là Nguyên Hưng. Vẫn là một lối chơi vô cùng kỷ luật của cao thủ Lam Hùng. Lam Hồng. Ôi, không vào! Rất đáng tiếc, bóng rơi cột dọc. Cơ hội đã bị bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc trước mũi giày của cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Ba đánh hai dành cho cao thủ Quốc An. Căng ngang, lỡ đà mất rồi. Quang Hùng tạt bóng, tỷ số được mở cho cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Điều gì đến cũng phải đến thôi. Rất nhiều những cơ hội đã bị bỏ qua trước mũi giày của cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Nguyễn Hưng, Nguyễn Hưng có thể dứt điểm không? Dứt điểm, rất nguy hiểm. Thủ thành Hải Đăng đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho Quốc An, Quốc Mi Chen. Bóng vẫn ở trong sân. Tốc độ trận đấu đang diễn ra khá cao. Vẫn là Quang Hùng. Có thể nhà bóng lại không? Những tình huống tấn công liên tục. Tỷ số là 2-0 cho cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Không được. Bây giờ là phản công cho cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Rất hay, pha đột phá rất hay. Có thể dứt điểm không? Không vào. Vẫn không vào. Một tình huống 4-2 của cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Các có thể thấy là Lam Hồng. Những tình huống phòng ngự 1-1 của Lam Hồng ngày hôm nay gặp rất nhiều vấn đề khi họ luôn luôn bị vượt qua. Và cầu thủ có pha đột phá vừa rồi đó là Hữu Tài. Và đánh đầu vừa rồi là của Hữu Thắng. Đánh đầu, một lần nữa bóng rơi sang ngang khung thành của Hải Đăng. Người đánh đầu đó là Sơn Lê Maya. Rất nguy hiểm. Văn Sơn là một những cầu thủ có thể chơi tấn công tốt. Tiếp tục là cú đánh đầu của Văn Sơn. Quang Hùng. Rất trông trải, dứt điểm. Pha lên bóng rất con nét của cao thủ Lam Hồng. Âu Văn Hoàn. Tối. Dứt điểm. Các tình huống phối hợp của Tối. Nguyễn Hưng. Như vậy còn không vào nữa. Thì không biết đến bao giờ các cầu thủ Lam Hồng mới có thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số được. Không thể ngon ăn hơn, khung thành thì đã bỏ trống rồi. Dứt điểm. Và bắt vô lê ngay của Hữu Tài. Vì thực tế thì nếu như cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen dứt điểm tốt hơn thì họ thậm chí có thể có thêm một bàn thắng nữa. Nguyễn Hưng không có nhiều toan tính trong trận đấu này. Hai đội đều muốn thắng. Quang Hùng rất khỏe. Căng ngang. Không vào. Lại là một tình huống tấn công bên phía cánh phải của cao thủ Quốc An, Quốc Mi Chen. Quang Hùng, cối, không vào. Rất nhiều. Thanh Tùng, sút xa.
khá nguy hiểm. Rất khó. Và chào bóng ngoài tầm. Quang Hùng. Quang Hùng. Và dứt điểm vào chân trái của Văn An. Đó là một tình huống dứt điểm không nguy hiểm. Bóng đi khá nhẹ và vọt xa ngang. Bóng của ông không vượt qua được vòng loại giày Sukolai. Cơ hội. Vẫn còn cầu thủ La Bông. Rất đáng tiếc. Lại là Nguyên Hưng. Nguyên Hưng vẫn chưa có duyên trong trận đấu ngày hôm nay khi anh chưa thể có bàn thắng vào lưới của Hải Đăng. Vàng Savi. Sút xa. Khá nguy hiểm. Sút chất lượng đến từ Văn Hoàng. Cầu thủ trẻ đã từng ăn tập 16:15 trên sân số 1 sẽ là cuối đầu giữa La Milan và Nghiêm Phạm Hô Đình. Cơ hội dành cho các cầu thủ qua Kubichen và điều gì đến cũng đã phải đến. Đội hình đẩy lên quá cao và đã có thêm bàn thắng cho cao thủ Quốc An Kubichen 3-0. Quá đơn giản. Văn Quang đã có bàn thắng cho mình ở trận đấu này. Văn An. Văn An. Không được. Liệu có thêm bàn thắng cho các thủ Quốc An Cúc Mi Chen không? Cơ hội đã mở ra rồi. Đã hời hợt. Đi điểm không tốt của Hoàng Đại. Hôm nay thì trọng tài Cúc Dũng đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch 7 người toàn quốc Cúp B Sài Gòn năm 2022 khu vực phía Nam. Loạt thi đấu đầu tiên giữa Quốc An Cúc Mi Chen và Lam Hồng. Chiến thắng chung cuộc 3-0 thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, đó là Quốc An Cúc Mi Chen với các bàn thắng của Quý Kante phút thứ 14, Kha Tấn Tài phút thứ 19 và Nguyễn Văn Quang là người đã ấn định tỷ số 3-0 ở phút thứ 58. Đây là một chiến thắng dành cho đội bóng được chơi hay hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Hải Thịnh đã có được 3 điểm đầu tiên của giải đấu hôm nay để có thể thực hiện được mục tiêu, thậm chí giành được ngôi vô địch ở giải đấu hôm nay và hướng tới một trong những vị trí có thể